Xin chào tất cả các bạn. Bài học ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về việc giải thích Thánh Kinh. Chúng ta biết là giải thích Thánh Kinh là một công việc rất là khó khăn và đòi hỏi một sự chuyên môn. Cụ thể ở đây, ngôn ngữ của các nhà chuyên môn gọi đây là khoa chú giải Thánh Kinh. Chú giải Thánh Kinh là một môn khoa học, và một môn khoa học được soi sáng dưới rất nhiều các góc độ. Để mà có thể chú giải Thánh Kinh, đòi hỏi người ta phải vay mượn cả những kiến thức của khoa học, của triết học, của lịch sử và những kiến thức khoa học khác. Tất cả những cái đóng góp ấy soi chiếu vào vấn đề của Thánh Kinh để giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của bản văn Kinh Thánh. Ta lấy một cái ví dụ, khi mà chúng ta đọc những cái bản văn cổ đó thì có thể chúng ta sẽ không hiểu được, bởi vì ngôn ngữ của mỗi giai đoạn và ngôn ngữ của mỗi dân tộc, của mỗi thời đại trình bày nó khác nhau. Cho nên ở đây với bài học này, chúng ta thử xem coi khoa học, lịch sử và triết học có đóng góp gì không cho việc giải thích Thánh Kinh của Kitô giáo. Như chúng ta đều biết, Kinh Thánh chính là lời của Thiên Chúa. Nhưng mà lời của Thiên Chúa lại được diễn tả hay là được nhập thể vào trong lời của con người. Lời của Thiên Chúa mang lấy dáng dấp lời của nhân loại, hay dùng lời của nhân loại mà diễn tả. Cho nên ta chỉ có thể hiểu được lời của Thiên Chúa khi hiểu được lối diễn tả của con người. Và tư tưởng, lời lẽ thì vừa thuộc về Thiên Chúa lại vừa thuộc về con người. Chúng ta đã nói với nhau về Thiên Chúa là tác giả chính và con người là tác giả dụng cụ. Cho nên lời của Thiên Chúa vừa thuộc về Thiên Chúa mà vừa thuộc về con người, theo cách toàn bộ Kinh Thánh phát xuất từ Thiên Chúa là tác giả chính và cũng là phát xuất từ chính con người như tác giả dụng cụ đón nhận ơn linh hứng. Đấy, ta hiểu được cái khía cạnh đó, lời của Thiên Chúa nhập thể vào trần gian, lời của Thiên Chúa được diễn tả bằng lời của con người, lời của Thiên Chúa mang dấu tích của con người, mang những dấu tích của thời đại, dấu tích của văn hóa. Cho nên rất cần trở về với chính thời đại, với chính văn hóa của con người, dùng lời của mình mà diễn tả Kinh Thánh, thì từ đó ta mới có thể hiểu được sứ điệp hay ý nghĩa mà Kinh Thánh truyền tải. Điều thứ hai, bởi vì là lời của Thiên Chúa, cho nên Kinh Thánh đóng một vai trò rất quan trọng, có thể nói là nền tảng, là nền móng. Chúng ta biết khi nói đến chuyện xây một ngôi nhà thì nền móng là căn bản. Ngôi nhà càng rộng lớn, ngôi nhà càng cao bao nhiêu, càng to bao nhiêu thì cái nền móng càng phải vững chắc bấy nhiêu. Ở đây ta dùng một kiểu nói hình bóng, lời của Chúa chính là nền tảng, là nền móng. Để làm gì? Để nâng đỡ, để phê bình cho tất cả các khoa học, ta gọi là khoa học thánh, các khoa thần học, hay như những việc giảng dạy giáo lý phải được đặt nền trên Thánh Kinh. Thần học không tách rời khỏi Thánh Kinh, nhưng kín múc từ chính nguồn mạch của Thánh Kinh để mà diễn tả sứ điệp của lời Chúa. Kinh Thánh là một nguồn mạch của đức tin, nguồn mạch đó không bao giờ múc cạn. Kinh Thánh là nguồn mạch của đức mến, đức mến đó tuôn trào. Và Kinh Thánh là nguồn mạch của niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại và niềm hy vọng cho dân của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh chính là nguồn ánh sáng Thiên Chúa chiếu tỏa vào trong lịch sử của nhân loại. Đấy, cái nền tảng của Thánh Kinh quan trọng như vậy. Cho nên ngày hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta trở về nguồn,
tức là trở về với mặc khải của Thánh Kinh để tìm kiếm những cái giải đáp đến từ Thiên Chúa, soi sáng trên những thực tại của nhân loại, tất cả những vấn đề của cuộc sống mà ngày hôm nay chúng ta có thể bàn đến, như đời sống, văn hóa, chính trị, xã hội, hay ngay cả những suy tư của thần học, thì đều được mời gọi kín múc từ nguồn mạch của Thánh Kinh. Muốn để kín múc, để có thể hiểu được tất cả những cái gì mà Thánh Kinh truyền tải, thì ngày hôm nay chúng ta cần đến một cái khoa chú giải Thánh Kinh. Cái điều này thì khá chuyên môn, chúng ta rảo qua để có một chút cái khái niệm về vấn đề này mà thôi, chứ còn không hy vọng, không hy vọng. Tôi nói vậy không phải chủ yếu các bạn đâu, nhưng mà để trở thành một nhà chú giải Thánh Kinh thì quả thật đó là một bước đường rất dài. Ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay chỉ còn có một vài cha già là những người học Kinh Thánh đúng nghĩa, học chú giải. Còn đa phần đi học ngày hôm nay thì cũng chỉ là học thần học Kinh Thánh, chưa có gọi là học được cái Kinh Thánh chú giải. Và như vậy thì điểm đầu tiên chúng ta nói ở cái sự đóng góp của các ngành khác liên quan đến Thánh Kinh, liên quan đến việc chú giải, đó là đóng góp của khoa học. Khoa chú giải Công giáo và khoa học có ăn gì với nhau hay không? Trước đây thì có khi người ta thấy khoa học và Kinh Thánh là hai phạm trù không những là khác biệt mà còn đối chọi nhau nữa. Bởi vì dường như Kinh Thánh không có khoa học, và những điều mà Kinh Thánh diễn tả không những không khoa học mà còn phản khoa học nữa. Nhiều điều chúng ta nói với nhau ở những bài học trước đó. Thế thì ngày hôm nay khi mà khoa học phát triển, đồng thời khoa chú giải Kinh Thánh cũng phát triển, thì người ta thấy rằng giữa Thánh Kinh và khoa học không hề có sự đối chọi nhau. Mỗi bên ở một lĩnh vực khác biệt, nhưng có thể soi sáng, bổ túc những đóng góp của khoa học cho việc chú giải Thánh Kinh là điều rất cần thiết. Tại vì các bản văn Kinh Thánh là công trình của các tác giả nhân loại. Tác giả nhân loại đã dùng chính khả năng và những phương tiện của thời đại và bối cảnh xã hội mà các ngài đang sống, và các ngài đã dùng chính những cái điều kiện ấy để mà diễn tả Thánh Kinh. Ta nói ví dụ Cựu Ước được viết vào khoảng 1.000 năm trước Công Nguyên, ví dụ như thế, thì phải được diễn tả bằng ngôn ngữ của thời đại của các thánh ký, chứ không thể nào dùng ngôn ngữ của thời đại chúng ta. Giả như ngày hôm nay Thánh Kinh được viết thì có lẽ người ta đã dùng ngôn ngữ của thời A Còng, chứ không phải là một thứ ngôn ngữ cổ như ngày xưa. Đó. Vậy thì để hiểu được ngôn ngữ của những con người cách chúng ta chỉ cần vài chục năm thôi thì ta đã thấy là khó khăn rồi. Thì bây giờ hiểu được ngôn ngữ của những con người cách chúng ta tính bằng thiên niên kỷ, thì như vậy cái khó khăn không phải tăng lên gấp bội mà còn tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần. Các cái công trình Thánh Kinh là do tác giả nhân loại, mà tác giả nhân loại thì dùng những kiến thức, những khả năng của thời đại các ngày sống để diễn tả. Như vậy, việc chú giải Thánh Kinh thì phải cần những cái đóng góp của khoa học, và có những cách tiếp cận khoa học để ta có thể hiểu được ý nghĩa cũng như bối cảnh của bản văn trong chính cái môi trường chính trị, xã hội, tôn giáo khi mà thời của tác giả viết ra. Những cái đóng góp này của khoa học rất cần thiết, rất cần thiết. Chính vì những sự hiểu biết chính xác của khoa học mà chúng ta có thể hiểu Thánh Kinh một cách rõ ràng hơn. Chẳng hạn ngày hôm nay người ta khoa khảo cổ, người ta khám phá ra một con tàu có kích thước gần như rất giống với con tàu mô tả trong Thánh Kinh, con tàu của Noe. Thì những cái khám phá như vậy rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Hay là khoa khảo cổ, người ta khám phá ra các cái bản văn Kinh Thánh cổ với những cái niên đại mà nhờ cái phương pháp khoa học người ta có thể tái tạo lại được,
cái tác phẩm này ra đời vào thời nào. Và như vậy thì củng cố hơn cho những giải thích của Thánh Kinh và hiểu được cái văn hóa của thời đại mà các tác giả Kinh Thánh đã diễn giải. Rồi khoa chút giải Thánh Kinh cần phải vận dụng tất cả các cái khả năng của mình sao cho có tính khách quan, không phải là giải thích theo nghĩa chủ quan, mà cần phải giải thích một cách khách quan những điều mà Kinh Thánh diễn tả, khách quan bao nhiêu có thể. Và cái tính khách quan ấy là đặc tính của khoa học. Làm khoa học thì phải khách quan. Và chính vì những đóng góp của khoa học mà Kinh Thánh mỗi ngày được giải thích một cách khách quan hơn, một cách khoa học hơn. Chúng ta đừng quên trong lịch sử thì đã có rất nhiều lần đức tin và khoa học, Kinh Thánh và khoa học, hai phạm trù đối chọi nhau. Người ta đã giải thích Thánh Kinh theo nghĩa đen, cho nên chúng ta thấy chính vì giải thích Thánh Kinh theo nghĩa đen như thế, cho nên không phù hợp với những phát minh của khoa học đương đại. Chẳng hạn, ta lấy một ví dụ của lịch sử, vụ án Galileo. Tôi không có giờ trình bày cụ thể chuyện đã xảy ra như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu. Nhưng mà ta nói nhanh ở đây, đơn giản như thế này. Cụ Galileo thì bảo rằng sao? Trái đất quay quanh mặt trời. Đấy, còn Kinh Thánh thì bảo mặt trời quay quanh trái đất. Trái đất là một định tinh. Tại sao giáo hội lại dạy như thế? Bởi vì giáo hội giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen. Ví dụ như lời của Thánh Vịnh: Chúa dựng địa cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời. Đó, rõ ràng mặc khải Thánh Kinh, Chúa dựng địa cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời. Thế mà Galileo lại bảo trái đất quay quanh mặt trời. Nói như vậy là phản Thánh Kinh. Mà phản Thánh Kinh thì lên đoạn đầu đài. Đó, chúng ta thấy có những cái khúc mắc khó khăn trong lịch sử Hội Thánh. Và sau này thì chúng ta thấy rằng khi mà Hội Thánh nhìn nhận những cái tiến bộ của khoa học, đón nhận những cái chân lý gọi là chân lý khách quan, thì những cái điều sai lầm đó được giải tỏa. Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị hơn một lần đã lên tiếng xin lỗi toàn thể thế giới về những sai lầm của Hội Thánh trong quá khứ. Những sai lầm đó liên hệ đến việc giải thích Thánh Kinh, liên hệ đến việc giải thích khoa học, cũng như liên hệ đến rất những nhiều cái điều khác nữa. Cho nên cần phải chú giải Thánh Kinh một cách khách quan bao nhiêu có thể nhờ vào những thành tựu của khoa học. Khoa chú giải Công giáo góp phần tích cực trong việc phát triển các phương pháp mới và đóng góp vào trong sự tiến bộ của việc nghiên cứu. Trong công việc này, các tác giả Công giáo có thể cộng tác với các tác giả không Công giáo. Trên bình diện chuyên môn thì ta có thể vay mượn hay đón nhận những cái thành quả khoa học của những nhà khoa học chân chính. Không phải tất cả mọi nhà khoa học đều là những người có đức tin, hoặc ngược lại, không phải đã làm khoa học thì phải vô thần, không phải thế. Nhiều nhà khoa học nổi tiếng, nổi lạc thì cũng là những người sống đức tin một cách mạnh mẽ. Cho nên có sự đối thoại và hợp tác giữa những nhà khoa học chân chính cũng như những người nghiên cứu và giải thích Thánh Kinh. Như vậy thì ta có thể nói ngắn gọn ở đây, chúng ta không ngần ngại, giáo hội không ngần ngại đón nhận những thành tựu của khoa học, đối thoại với khoa học để có thể chú giải Thánh Kinh một cách khách quan hơn cả. Điều thứ hai, ta nói về cái sự tương quan giữa khoa chú giải Công giáo và lịch sử. Dĩ nhiên, điều đầu tiên chúng ta phải nói với nhau, Kinh Thánh không phải là một quyển sách lịch sử theo nghĩa ngày hôm nay khi nói về khoa sử học đương đại. Kinh Thánh không phải là một tác phẩm lịch sử. Ta nói ví dụ như thế này, ta mở quyển sách đầu tiên, Sáng Thế Ký, ta thấy sách Thánh trình bày Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong 6 ngày, ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi. Thì không thể hiểu cái 6 ngày đó theo cái lối nhìn lịch sử đương đại. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, ngày Chủ nhật, ngày nghỉ ngơi. Không phải thế. Không phải hiểu lịch sử theo một cái nghĩa lịch sử như lịch sử.
Nhưng khoa lịch sử thì lại đóng góp phần rất tích cực cho việc giải thích Thánh Kinh. Tại sao vậy? Mặc dù Kinh Thánh không phải là một sách lịch sử theo nghĩa hiện đại của chúng ta, và mặc dù Kinh Thánh hàm chứa nhiều thể văn khác nhau chứ không chỉ là thể văn lịch sử, trong Kinh Thánh ta có thể nhìn thấy cả những hư cấu, những truyền thuyết, nhưng mà chúng ta thấy dù rằng được diễn tả ở thể văn nào thì Kinh Thánh cũng làm chứng cho một thực tại lịch sử. Làm chứng cho một thực tại lịch sử nghĩa là gì? Nghĩa là làm chứng cho các hành vi cứu độ của Thiên Chúa trong quá khứ, và nó có liên hệ tới hiện tại ngày hôm nay. Nói khác đi, Thiên Chúa đã hành động trong lịch sử, Thiên Chúa đã tác động vào lịch sử, Thiên Chúa đã hướng dẫn lịch sử, và dân của Chúa đã gặp gỡ được Thiên Chúa, khám phá được Thiên Chúa, nhận ra dấu vết của Thiên Chúa trong lịch sử của mình, chứ không phải nơi những truyền thuyết. Lịch sử là nơi Thiên Chúa hoạt động, lịch sử là nơi mà Thiên Chúa bày tỏ danh tánh của Ngài, lịch sử là nơi Thiên Chúa mở ra mặc khải kế hoạch cứu độ, kế hoạch yêu thương của Ngài. Một cái hình ảnh minh họa, ta cứ tưởng tượng ta đi chân trần trên một cái mảnh đất ướt và ta để lại dấu chân của mình trên đó. Ngày hôm sau khi trời nắng lên, những cái nốt bùn khô vẫn còn để lại dấu chân của chúng ta. Thiên Chúa đã đi chân trần trên mảnh đất của lịch sử nhân loại, và Ngài đã để lại dấu vết của Ngài nơi dòng lịch sử đó, để dân Thiên Chúa khám phá ra rằng Thiên Chúa không chỉ là đấng sáng tạo, Ngài còn là đấng giải thoát, Ngài còn là đấng quan phòng, Ngài yêu thương, Ngài hiện diện trong lịch sử và làm cho lịch sử đó trọn vẹn và viên mãn. Như vậy, khoa chú giải công giáo rất cần sự đóng góp của lịch sử để cho thấy những điều mà Thánh Kinh viết ra không phải là những điều ảo tưởng, không phải là những câu chuyện hoang đường, nhưng là điều mà Thiên Chúa đã tác động vào dòng lịch sử của nhân loại, và con người nhờ chính dòng lịch sử đó mà khám phá ra Thiên Chúa của mình. Muốn giải thích một bản văn Kinh Thánh, ta phải dựa vào ý nghĩa được diễn tả bởi các tác giả nhân loại. Khoa lịch sử cho phép chúng ta trở về với thời gian xa xôi để có thể hiểu được văn chương, cách thức cũng như lối diễn tả của thời xưa. Nhờ đó ta hiểu được tác giả Kinh Thánh nói điều gì và đâu là ý nghĩa mà bản văn nhắm tới. Công việc nghiên cứu lịch sử đặt các bản văn Kinh Thánh trong bối cảnh cổ xưa của các bản văn này. Nhờ vậy, các bản văn được soi sáng và các ý nghĩa của các bản văn được sáng tỏ. Chúng ta trở về với chính cái thời đại, với niên đại, với văn hóa, với khung cảnh của các tác giả nhân loại. Và như vậy, ta hiểu được điều mà các tác giả nhân loại viết ra trong Thánh Kinh, ta gọi là mặc khải của Thánh Kinh, hay ý nghĩa của Thánh Kinh trình bày cho con người của thời đại ngày hôm nay. Bởi vì Thánh Kinh được diễn tả bằng ngôn ngữ của thời đại, nhưng không chỉ là tác phẩm viết cho con người thời đại đó mà thôi, mà Thánh Kinh có giá trị cho mọi thời, vượt khỏi thời gian và mang ý nghĩa cánh chung, dẫn con người tới cùng đích của đời sống. Cho nên ngày hôm nay, khoa sử học giúp con người có thể trở về với những cái gì gọi là ban sơ nhất để hiểu được điều mà các tác giả trình bày trong Thánh Kinh. Mặc dù khoa chú giải công giáo dùng một phương pháp lịch sử, nhưng mà cũng cần phải lưu ý ở đây, đây không phải là một phương pháp lịch sử duy lịch sử hoặc là duy thực nghiệm. Có nghĩa là tất cả những cái gì phải chứng minh được lịch sử tính của nó, và tất cả những gì của Kinh Thánh cần phải được đưa lên bàn mổ, hay cụ thể đưa vào phòng thí nghiệm để có thể bóc tách, để có thể phân tích, để có thể thí nghiệm, để đưa ra một cái kết luận hoàn toàn khách quan theo khoa học. Không phải thế. Ta dùng phương pháp phê bình lịch sử để tìm hiểu các bản văn, nhưng
không phải là lịch sử duy lịch sử, không phải là một phương pháp khoa học duy thực nghiệm. Nếu làm như vậy thì rất nguy hiểm ở chỗ chúng ta rơi vào một cái tình trạng giải thiêng huyền nhiệm. Giải thiêng huyền nhiệm tức là tất cả những cái gì linh thánh thì cuối cùng khi ta dòm bằng kính hiển vi, ta dòm bằng kính viễn vọng, khi ta nhìn với con mắt của một khoa học gia thì những điều đó không còn linh thiêng nữa, không còn điều gì là phép lạ nữa, không còn gì là dáng dấp của một Thiên Chúa đụng chạm đến lịch sử nhân loại nữa, mà chỉ là những chuyện thường tình như thiên nhiên bão tố hay những điều vẫn cứ thường xảy ra trong lịch sử phàm trần của nhân loại này. Nếu ta dùng một cái phương pháp duy lịch sử hay duy thực nghiệm đó, thì coi chừng đẩy cái thực tại linh thiêng ra khỏi Kinh Thánh và trả lại cái bản văn hoàn toàn mang tính cách thế tục của nó, thì như vậy không được. Cho nên lưu ý ở đây, phương pháp không phải là một phương pháp duy lịch sử hay duy thực nghiệm. Khi mà ta chỉ chấp nhận những chân lý mà có thể chứng minh bằng lịch sử và giả thiết có thể phân tích một cách khoa học thực nghiệm khách quan. Chân lý của Kinh Thánh luôn luôn không phải là chân lý khoa học, mà cũng không phải là chân lý hoàn toàn mang tính cách lịch sử, mà đó là chân lý cứu độ, chân lý đức tin. Đấy là một vài cái nét ta nói về khoa sử học đóng góp cho việc chú giải Thánh Kinh. Rồi bây giờ, người ta có thể chú giải Thánh Kinh nhờ vào việc phân tích ngữ học và văn chương. Thế nào là phân tích ngữ học và văn chương? Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa diễn tả trong chữ viết, và mỗi một cái cơ cấu của ngôn ngữ hay cái cách thức trình bày đều mang một ý nghĩa. Với những thể văn khác nhau thì trình bày một ý nghĩa khác nhau. Ta nói một cái ví dụ trong Kinh Thánh. Khi tác giả Kinh Thánh viết một cái câu ở thể thụ động, con người được yêu thương, ví dụ như vậy, thì các nhà chú giải cho thấy lối viết như thế thì phải hiểu ngầm rằng chủ thể của hành động là Thiên Chúa. Khi nói một cách thụ động thì phải hiểu hành động phía sau đó là Thiên Chúa. Thế giới này đã được tạo thành, không ai nói ai tạo thành cả, thì viết như vậy hiểu là thế giới này do Thiên Chúa tạo thành. Đấy, ta hiểu cái văn phong. Khi mà phân tích ngữ vựng, phân tích văn chương thì ta hiểu được cái cách diễn tả của con người thời đại. Cách diễn tả của con người thời đại. Ví dụ có một cái bài thơ người Việt của chúng ta rất là dễ thương. Hôm qua nói với anh rằng, hôm nay em lại khăng khăng bảo là tưởng rằng yêu thật, hóa ra chỉ vì anh quá là thật thà cho nên không nói gì cả, mà là nói dấu ẩn rất là sâu xa, rất là sâu xa. Hôm qua nói với anh rằng, hôm nay em lại khăng khăng bảo là tưởng rằng yêu thật, hóa ra chỉ vì anh quá thật thà cho nên không nói gì cả, mà các bạn cười bởi vì các bạn hiểu được cái ngầm ý diễn tả trong đó. Hay một cái câu nói của người dân địa phương người Nam đó, người ta nói như thế này: hôm qua qua nói qua mà qua hổng qua, bữa nay qua hổng nói qua mà qua. Ta nghe khi mà phát âm cứ qua, nhưng mà ta hiểu được người ta nói cái gì. Hôm qua qua nói qua mà qua hổng qua, hôm nay qua hổng nói qua mà qua. Vậy thì cần phải phân tích cái cấu trúc của câu, cái ngữ vựng, hay là ở đây ta gọi là cần phải phân tích về vấn mặt ngữ học và văn chương để hiểu được tác giả dùng cái hình ảnh như thế, lối diễn tả như thế để trình bày một thực tại thánh thiêng. Chẳng hạn ta đọc Diễm Tình Ca, ta thấy đó là một cái bài thơ tình tuyệt diệu, một bài thơ tình. Và nếu như bóc tách khỏi bối cảnh Thánh Kinh thì ta có thể nói không có bài thơ tình nào đắm đuối mà không có bài thơ tình nào lãng mạn hơn bài thơ tình được diễn tả nơi Diễm Tình Ca. Không bài nào hơn, không bài nào hơn. Bổ câu hỡi, em ẩn trong gốc đá, ra đây cho anh xem mặt, vân vân và vân vân.
hay là khi người ta diễn tả cái sự khao khát của người con gái đi tìm người yêu của mình ở trong diễn tình ca. Tôi đọc một đoạn các bạn nghe thử. Suốt đêm trường trên giường ngủ, tôi đi tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Và rồi tôi chạy khắp đầu đường cuối phố để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp. Suốt đêm đi tìm như vậy, không ngủ nghe gì cả, chạy đâu đường cuối phố. Đó là ngôn ngữ của thơ tình. Thế nhưng mà ngôn ngữ đó diễn tả một cái khát vọng sâu xa của những tâm hồn tìm kiếm Thiên Chúa. Thì như vậy phải rất cần qua khoa chú giải để ta mới có thể hiểu được. Chẳng hạn trong diễn tình ca, người ta diễn tả như thế này: người yêu tôi thuộc về tôi thuộc trọn về chàng. Tưởng rằng đó chỉ là một cái lời giao kết, một cái sự phân bua. Không, đó là công thức giao ước được viết lại ở một dạng khác. Thiên Chúa chọn dân là dân của Chúa, dân chọn Chúa là Chúa của mình. Thế bây giờ diễn tình ca diễn tả người yêu tôi thuộc về tôi thuộc trọn về chàng. Cần phải phân tích văn chương, ngữ cảnh thì ta hiểu được điều hay ý nghĩa của bản văn hướng tới. Việc phân tích ngữ học và văn chương góp phần xác định những cách đọc xác thực, hiểu từ vựng và cú pháp, phân biệt ra các đơn vị trong bản văn và xác định các văn thể, phân tích các nguồn và nhận ra được tính mạch lạc bên trong bản văn. Điều này là một điều cực kỳ khó và đòi hỏi tính chuyên môn cao. Khi phân tích từng bản văn, từng chữ một để hiểu được cái chữ ấy diễn tả cái gì, tại sao lại như vậy, và tìm ra cái sự mạch lạc liền lạc của nó, Tôi nói một cái ví dụ như thế này trong Tin Mừng Matthew, khi mà ta nói đến cái dụ ngôn tiệc cưới và áo cưới đó. Khi nhà vua đã làm tiệc để tiệc cưới của hoàng tử, thì ông sai người đi báo cho những vị khách đã được mời trước, đó là tiệc thịt rượu đã dọn sẵn, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc. Đã gửi thiệp mời rồi, bây giờ tiệc bày ra rồi, đến mời thêm một lần nữa thì họ từ chối không đi. Kẻ thì bảo tôi mới cưới vợ không đi được. Kẻ thì bảo hôm nay tôi phải đi thử đôi bò. Kẻ thì lấy lý do này, người thì lấy lý do kia. Và khi họ từ chối hết như vậy, chuyện gì xảy ra? Ông chủ nổi cơn thịnh nộ, sai quân lính đến tiêu diệt và đốt toàn bộ cái thành đó. Đang đám cưới không lo đi lo đánh nhau, đốt hết tất cả các thành. Rồi sau đó trở về, ông mới nói hãy ra ngã ba đường, gặp bất kỳ ai bất luận tốt xấu, già trẻ lớn bé, ép nó vào phòng tiệc cho ta. Và trong chốc lát thì phòng tiệc đã chật ních khách dự tiệc. Nhà vua bắt đầu đi thăm hỏi từng người một và phát hiện có một người không mặc y phục lễ cưới. Nhà vua hỏi anh ta rằng tại sao anh vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Hãy tống cổ nó ra ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng. Anh ta câm miệng không nói được một lời nào. Phải cãi chứ. Ngài không biết là tôi đang đạp xích lô à? Làm gì có áo cưới mà mặc? Đang đạp xích lô ông lôi tôi vào đây dự tiệc, mà tôi không mặc lễ cưới. Y phục lễ cưới là sao? Thế thì chúng ta phải hiểu được khi phân tích bản văn đó, ta phải thấy cái chuyện mà đốt thành đó phảng phất cái tư tưởng của chuyện thành thánh Jerusalem bị phá hủy. Và như vậy thì nhờ việc phân tích ngữ văn và lịch sử, người ta hiểu được bản văn này có lẽ được viết phải sau năm 70, bởi vì năm đó là năm thành bị phá hủy. Đấy, nó mang cái liên hệ. Rồi tại sao lại nói đến cái chuyện cái ông này cũng không mặc áo cưới? Thưa, trong cái phân tích không ai mà bỗng nhiên đang tổ chức tiệc cưới như vậy mà đi đốt thành cả. Tách nó ra. Và cái chuyện tiệc cưới thì khác với chuyện dự tiệc cưới. Hai dụ ngôn này khác nhau, được gắn kết với nhau thành một. Cho nên mới thấy cái sự phi lý. Bỗng nhiên có một anh chàng không mặc y phục lễ cưới bị đẩy ra bên ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng.
Nhờ phân tích người ta có thể tách ra được và giải thích những cái chỗ gọi là lủng củng khó hiểu trong các bản văn thánh kinh. Rồi, nhờ việc phân tích văn chương mà ta có thể hiểu được chỗ nào cần nhấn mạnh. Và ngày hôm nay người ta để ý đến tầm quan trọng của việc đọc kinh thánh theo kiểu đồng đại. Đọc kinh thánh theo kiểu đồng đại tức là cái gì? Mình phải mang lấy cái não trạng, mang lấy cái văn hóa, mang lấy cái tâm thức của con người cùng thời đại với bản văn thánh kinh thì mới hiểu được. Bác muốn hiểu em thì bác phải chấp nhận sắn quần móng lợn lên cùng lội vào căn nhà ọp ẹp của em. Chứ bác cứ sống ở trên mây trên gió thì bác không hiểu được cái cảnh của chúng em như thế này. Đó, muốn hiểu được người nhà quê thì hãy về cùng với họ đi làm ruộng đi, hiểu được cái nỗi cực của người làm lúa. Đấy, hiểu được bằng cách đồng hóa vào. Thế bây giờ để hiểu được cái văn hóa của thời đại, hiểu được thánh kinh thì phải đọc trong bối cảnh đồng đại, tức là trở về với chính bối cảnh văn hóa của thời đại đó, ta mới có thể cảm, mới có thể hiểu được. Việc đọc các bản văn trong bối cảnh của văn chương, của chính thời đại của các tác giả con người viết ra thì giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa hay là sứ điệp của các bản văn đã trình bày. Đó là điểm thứ ba, thì chúng ta nói đến cái việc gọi là sử dụng phân tích ngữ học và văn chương trong việc chú giải thánh kinh. Và điểm cuối cùng, ta nói đến việc đóng góp cho khoa chú giải thánh kinh ở trên bình diện triết học. Hay nói đúng hơn là triết học đã đóng góp gì cho việc chú giải thánh kinh? Bởi vì việc giải thích kinh thánh bao gồm một hành vi hiểu biết của con người, giống như việc hiểu biết bất kỳ một bản văn cổ nào. Việc giải thích thánh kinh của người Công giáo nên đón nhận những đóng góp của các lý thuyết giải thích triết học ở trên một cái luận đề triết học. Và chính vì những cái ánh sáng suy tư triết học soi dẫn vào trong các bản văn thánh kinh để ta có thể hiểu được ý nghĩa diễn tả qua ngòi bút là tác giả con người. Không thể hiểu bất cứ một văn bản nào nếu không có các tiền thức. Ở đây tôi giải thích cái từ tiền thức, nghĩa là có những tiền giả định để hướng dẫn việc tìm hiểu. Tức là ta đang có một cái nhìn trước đã, có một cái ý niệm, có một cái lối tiếp cận, có một cái thiện cảm, hay là dùng một cái từ gì, ta có một cái nhìn trước về vấn đề. Rồi sau đó thì ta tìm hiểu, ta hiểu một cách rõ ràng hơn. Hành vi hiểu biết hàm ý một biện chứng giữa tiền thức của người giải thích và cái nhìn của bản văn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu ta luôn luôn mang một cái nhìn trước rồi khi ta tiếp cận thì có nguy cơ ta bắt hay lái bản văn, giải thích bản văn theo cái ý ta đang có. Cái điều này nguy hiểm. Cho nên tiền thức này cần phải được sẵn sàng thay đổi cho nó phù hợp với những mặc khải mà người ta khám phá qua các bản văn kinh thánh. Bởi vì việc giải thích kinh thánh bao hàm tính chủ quan của người giải thích, gọi là chủ quan, cho nên có rất nhiều lối giải thích khác nhau, mỗi người theo một kiểu. Tôi nói ví dụ như thế này. Có một bé trai có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và Chúa Giêsu đã làm dấu lạ để biến cái số bánh và cá đó nuôi 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Thế thì bây giờ có nhiều cách giải thích. Nhiều cách giải thích. Có người cho rằng chẳng có phép lạ gì cả. Cái tài của Chúa đó là Ngài có thể có một cái nhìn trực chỉ vào tâm hồn người ta. Khi mà Ngài giảng như vậy và dân chúng kéo nhau đi để mà nghe giảng thì ai cũng chuẩn bị cái phần lương thực cho mình và cho gia đình mình. Người mang bánh, kẻ mang cá, mang theo cho gia đình của mình thôi. Lúc bấy giờ thì có một bé trai dâng hiến cái phần ăn của mình, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và rồi Chúa lại bảo các môn đệ chia cho mọi người cùng ăn. Mình lớn như thế này, mình ăn bánh của nó thì sao coi được. Ông chồng hích vào vợ: bỏ ra đi em, bỏ ra đi, ăn chia ăn cho nó mà vui. Thế là họ bỏ cái phần cá vào bánh của mình cùng ăn. Ông bên cạnh xấu hổ quá: bỏ ra đi anh, bỏ hết ra rồi mình ăn cho nó vui. Mời bác, bánh em nướng người sáng đấy. Vậy là người này mời người kia, mọi người rút trong túi của mình ra và cuối cùng ăn, và người ta còn dư được, người ta thu được tới mấy nhiêu thúng? 12 thúng đầy. Bởi vì mọi người đều bỏ ra cả.
Đó là một lối giải thích. Và có lẽ Kinh Thánh thì đấy, ta gọi là chủ quan. Có người khác cho rằng không thể như thế được, đây là phép lạ nhãn tiền, Chúa làm từ 2 con cá và 5 chiếc bánh, chứ không có cái chuyện mà gọi là khéo léo gì cả. Đấy, như vậy thì mỗi người giải thích một hướng, có thể rất chủ quan, có thể không chính xác, nhưng mà người ta có thể dựa vào trên một cái nền tảng nào đó để giải thích một sự kiện hay là một cái bản văn thánh kinh cho chúng ta một cái ý nghĩa khả dĩ chấp nhận được. Bởi vì thánh kinh mà được giải thích và việc giải thích đó mang tính chủ quan, chúng ta biết Kinh Thánh đó thì có ơn linh hứng, còn việc giải thích thì không có ơn linh hứng, và tôi nói một cách hơi có vẻ chế giễu là có khi mang tính cách tùy hứng. Tùy hứng. Như vậy, ta chỉ có thể hiểu được Kinh Thánh có một mối liên hệ sống động và căn bản giữa người giải thích và đối tượng được giải thích. Cần phải sống trong chính cái dòng chảy của Thánh Kinh, có cái sự am hiểu mới có thể giải thích một cách tương đối khách quan mà thôi. Có một số lý thuyết giải thích Kinh Thánh thích hợp do những tiền giả định không phù hợp với sứ điệp Kinh Thánh. Giải thích mà có thể nói là với những cái tiền giả định không phù hợp thì cần phải loại trừ cái đó. Khoa giải thích theo quan điểm triết học điều chỉnh một vài khuynh hướng của khoa phê bình lịch sử, vì cho thấy chủ trương thực nghiệm lịch sử thì không phù hợp hoàn toàn với khoa chú giải thánh kinh. Vai trò của độc giả trong việc giải thích có thể hiểu vượt nghĩa ra bên ngoài toàn bộ ý nghĩa lịch sử của bản văn, và các bản văn mở ra với nhiều nghĩa khác nữa. Bản văn không dừng lại ở cái nghĩa đen đó, nhưng vượt khỏi ý nghĩa của bản văn cho chúng ta một ý nghĩa thiêng liêng. Chúng ta sẽ có một cái bài riêng nói về các nghĩa của bản văn. Chúng ta có một bài riêng để bàn về vấn đề này. Và bởi vì trong Kinh Thánh, các Kitô hữu tìm ý nghĩa của các bản văn cổ mà lại tìm ý nghĩa cho thời hiện đại, cho nên công việc phê bình văn chương và lịch sử phải được tháp nhập vào trong một mẫu giải thích vượt lên trên khoảng cách về thời gian giữa nguồn gốc của các bản văn và thời hiện đại của chúng ta. Chính Kinh Thánh và lịch sử của việc giải thích Kinh Thánh, cả hai cho thấy cần một cái khung, cần cái khung đó cho việc đọc lại các bản văn dưới ánh sáng của những hoàn cảnh mới mẻ. Thưa anh chị em, đó là một vài cái nét mà chúng ta đề cập ở đây trong việc chú giải thánh kinh. Khi nói đến những đóng góp của khoa học, lịch sử và triết học cho khoa chú giải này, ta nói đến cái đóng góp của khoa học, của lịch sử, đóng góp của việc phân tích ngữ học, cũng như là về văn chương của các bản văn thánh kinh, và cuối cùng là đóng góp theo quan điểm triết học nhờ đón nhận các cái thành tựu của các khoa học nhân văn này mà ta có thể có một cái nhìn giải thích về Kinh Thánh một cách khách quan hơn và cho những ý nghĩa mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Xin cảm